cái ngàm kính là trượt cái nào đó, cái ngàm kính này nó trượt, nó che phủ hết 100% nóng luôn. Còn bảo hành thì khỏi nói rồi, mình bảo hành cả nứt vỡ cái vỏ nhựa này do va đập cho tai nạn. Chào mọi người trở lại với Happy Channel. Ở trên bàn mình đang là chiếc mũ LS2 F800 màu xám xước. Thì hôm nay mình giới thiệu bộ tem đề can BMW màu bạc như thế này dán cho mũ. Thì cái bộ tem BMW này nó có hai phiên bản, một là màu bạc, hai là màu gold nha các bạn. Cái mũ nguyên bản thì bên đây, còn mũ là mũ mình dán tem lên rồi. Thì cái tem này nó che không phải là nhiều, nhưng mà dán cho mũ này cũng khá là ok, good nha các bạn. Nhìn vô tổng thể chúng ta chỉ thấy màu tem thôi, mà sẽ không thấy cái phần lộ ra. Tại cơ bản là cái màu này nè, nó chỉ có đồng nhất một màu xám xước xước như nè, nó không có họa tiết gì hết. Cho nên dán mặc dù có bị lộ nền nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp. Những cái phần hơi thừa nè, mình sẽ có những tích cơ nhỏ nhỏ mình dán vô nữa. Thì ở đây mình muốn trình bày cho các bạn coi, các bạn thấy á, là mũ LS2 F800 nếu mua shop vẫn có thể dán tem được bình thường nha các bạn. Mình có nhiều bộ tem lắm, các bạn có thể yêu cầu và mình sẽ dán lên cho các bạn ha. Thì mũ nguyên bản nó như thế này thôi, còn cái đây là mũ dán tem rồi, mình sẽ để cho các bạn coi thử nha. Cơ bản là chiếc mũ này á, ở trên nóc của nó thì nó bị dướng cái này nè, cho nên không có dán được nhiều. Chúng ta dán chính là hai mặt bên đây nè, mà tuy nhiên dán hai mặt bên đây cũng là bộ phận nhìn thấy, cái phần nhìn thấy nhiều rồi, tại thường người ta chỉ nhìn hai bên này rồi thôi à. Rồi mình sẽ để cái mũ nguyên bản ở đây nha, mình cầm mũ này lên cho bạn coi. Thì dán các bạn coi nè, mình sẽ dán canh theo cái viền này, phần ngoài trước này ăn vô đây hết luôn. Chỗ này nó có cái khó chút xíu là có cái nếp gấp ở đây nè, cho nên nó sẽ khó dán hơn so với những mũ khác. Nhưng mà dán bên mình quen rồi á thì hơ với mà cắt gọt theo chỗ này nè rất là đều đẹp và không có ảnh hưởng gì tới nón ở trong hết các bạn. Và cái này xài lâu ngày chán tháo ra thì cái phần nào được che phủ á nó cũng sẽ còn rất là mới, rất là bền màu ha. Cái kính theo nón mặc định là màu trong suốt như thế này. Bên này mình thay kính gương gold iridium. Kính gương gold này là bạn mua thêm nha, còn bạn mua nón là F800 bạn có thể chọn đổi qua kính này bù tiền thôi, bù cái phần trên lệch đó. Giá kính màu trong suốt nhiêu, giá kính màu này nhiêu á thì cứ bù trên lệch qua thôi, mấy chục nghìn nó không nhiều đâu. Nhưng mà mình nói trước, cái kính màu đen với cái kính màu gương này nè chỉ đi ban ngày là tốt thôi nha, và gắn vô là tăng cái độ thẩm mỹ, nhìn nó đẹp, nó chất hơn thôi, chứ còn đi ban đêm á thì nó sẽ khó thấy được. Bạn có thể coi ha, cái này mình sẽ dán mình tùy biến chứ không phải dán giống như dán cho cái nón 978 nha các bạn. Và dán tem này cũng rất là ưng ha, như mình nói á, là lấy theo những cạnh, những cái viền này nè và gấp mép được trong đây như thế này á thì nó sẽ giúp cho bộ tem cực kỳ bền bỉ luôn. Mình dán mình gấp theo cái mép này nè, nói chung là ban đầu thì cũng không tưởng tượng là nó sẽ đẹp được như vậy. Còn bạn nào muốn á thì cứ tới shop thử thực tế thôi ha. Nón LS2 F800 á thì mình có nhiều thông tin chi tiết cho nón này rồi, không cần phải nói nhiều nữa nha các bạn. Nó rất là đã, dễ sử dụng trong tầm giá 3 triệu tại vì tới từ thương hiệu quốc tế, được bán trên 110 quốc gia trên thế giới chứ không phải là thương hiệu địa phương. Theo địa phương là một là chỉ có ở nội địa hoặc là những cái nước vòng vòng thôi. Cái là thương hiệu quốc tế và chất liệu nón là KPA chứ không phải là nhựa ABS nguyên sinh. Và nón được trang bị hai kính, được tặng một pin lock chính hãng, bán lẻ là 750.000 đó. Tính ra cái nón này chỉ có 2.150.000 thôi, có nghĩa là nó đã rất là hời, rất là tốt so với chất lượng mà nó đem lại. Còn cái mút ở trong á thì đội êm là một, nó chắc, nó giúp cho ổn định, đi tốc độ cao không bị rung đất ha. Mình đóng cái kính xuống một cái để cho các bạn nhìn kỹ là cái nón này khi đội lên đầu nó như thế nào nha các bạn. Nón á thì là 2.9 triệu, bảo hành 3 năm, nứt vỡ do va đập do tai nạn. Tem thì shop bảo hành bong tróc 3 tháng nha. Những cái nón lệch hay mua ở shop nón F800 á thì mình mới hỗ trợ dán nha, còn mua chỗ khác thì mình không hỗ trợ dán đâu. Đó, mình chỉ bán tem về, còn bạn thích dán kiểu nào thì dán, mình sẽ hỗ trợ dán và bảo hành bong tróc cho các bạn. Cái này là cái giá trị gia tăng thêm của bên mình, giúp cho khách hàng á mua hàng chỗ mình có nhiều cái lựa chọn ưu đãi thôi. Còn bảo hành thì khỏi nói rồi, mình bảo hành cả nứt vỡ cái vỏ nhựa này do va đập cho tai nạn. Những trường hợp mà bạn không phải cố tình, còn bạn cố tình bạn đập phá quay qua ăn vạ thì mình không có bảo hành trong trường hợp đó các bạn. Còn bảo hành á thì mình có nói á là bên mình sẽ đổi cái vỏ nhựa mới cho các bạn nếu mà nứt vỡ và đập trong 3 năm. Còn bạn muốn đổi cái nón mới á chỉ cần bù một nửa số tiền thôi. Dù cái này nè té ngã mà nó nứt cái vỏ nhựa nón nào không, bạn muốn đổi một cái nón mới á, bạn chỉ bù 1.450.000 thôi là sẽ có một cái nón mới cứng, good hết y chang như vậy ha. Hai kính nha, kính bên ngoài là màu trong suốt như thế này nè, kính bên trong là màu đen. Cái ngàm kính là trượt cái nào đó, cái ngàm kính này nó trượt, nó che phủ hết 100% nón luôn. Rồi quan nhìn mình kỹ ha, bên mình thì ship COD tới tận nhà, bạn nhận hàng kiểm tra đội thử ok good hết, giống như là số đo mình tư vấn sao quá cảm giác đội giống vậy á thì bạn nhận hàng thanh toán, còn không vừa thì từ chối nhận hàng thôi. Mình thì những chính sách đó mình làm rất là nhiều rồi, mà mình ship hàng đi tỉnh cũng nhiều lắm, cho nên mình nghĩ là cái uy tín của mình á là các bạn có thể coi và những cái video phản hồi đồ á, những cái bạn comment á mình không che không giấu gì hết ha, làm được thì mới dám lên nói vậy thôi. Còn cái form nón này thì khỏi nói rồi, quá đẹp quá ngầu rồi, thêm tem nữa
tem này á là một cái chơi thêm thôi, không thích thì không thôi. Sao dán vô á thì một là trang trí nó đẹp cho cái nón nó khác biệt hơn, hai là nó giúp cho bảo vệ màu sơn trong, tháo ra không ảnh hưởng gì tới nón hết ha. Rồi, ok các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.